Xin chào anh ạ. Trước hết thì thay mặt cho nhóm phóng viên báo Sài Gòn Tiếp Thị, xin chúc mừng anh và các anh chị đồng nghiệp phòng cộng sự nhân cái sự kiện là mình vừa khánh thành cái Hero House Bù Gia Mập. Xin hỏi anh là khi nào Hero House Bù Gia Mập sẽ bắt đầu khai trương đón các bạn tình nguyện viên, và tiêu chí để các bạn được sử dụng căn nhà này là gì ạ? Thì như bạn thấy đấy, ngôi nhà Hero House Bù Gia Mập á, thì chúng tôi đã khánh thành cách đây cũng được vài tuần rồi. Và những cái bạn tình nguyện viên đầu tiên lẽ ra đã được đến đó để làm việc rồi, nhưng mà do cái tình hình Covid hiện nay cho nên là nhóm cũng như là vùng quốc gia quyết định là ngưng lại một thời gian. Chứ thực ra nếu như mà đúng theo lịch ấy, thì hiện nay là đã là tuần thứ ba rồi của các bạn tình nguyện viên đến đó làm rồi. Về tiêu chí của Hero House ấy, thì là nơi mà để cho các cái bạn tình nguyện viên đến đó để sinh hoạt, sống và làm việc, cũng như là làm các công tác bảo tồn và cứu hộ các loài động vật hoang dã ở vườn quốc gia Bù Gia Mập. Ngoài ra thì chúng tôi cũng cho các cái nhà nghiên cứu khoa học chuyên ngành về bảo tồn và đa dạng sinh học đến đó sống và làm việc ở đó. Và cuối cùng thì là các cái em nhỏ cùng gia đình cha mẹ đến đó một tuần để làm cái công tác bảo tồn và cứu hộ động vật hoang dã đó. Như anh đã chia sẻ thì môi trường rừng Việt Nam hiện nay nó đang bị tác động, cả những cái tác động tốt và những tác động xấu từ thiên nhiên cũng như là con người. Vậy thì chính vì những cái trăn trở của anh đối với thiên nhiên, đối với cái sự đa dạng của sinh vật rừng đó, mà theo tôi được biết là có những cái group cộng đồng gia đình em yêu thiên nhiên được ra đời, từ đó để truyền cảm hứng về tình yêu thiên nhiên và cái tinh thần bảo vệ động vật hoang dã. Tại sao anh chọn những cái bạn nhỏ? Có những cái bạn còn rất là bé, các bạn học sinh tiểu học là trung học cơ sở, có những bạn tuổi cũng chỉ vừa 7 tuổi đấy, để mà mình truyền cái cảm hứng về thiên nhiên. Thì các bạn biết rồi đấy, thì tất cả những bạn nhỏ tương lai gần các bạn sẽ là chủ nhân của đất nước. Và chỉ có những bạn nhỏ đó họ mới bảo vệ thiên nhiên hoang dã và môi trường sống của chúng ta được. Bởi vì những người già thì chắc chắn là người ta cũng chết đi và cũng không thể sống mãi. Cho nên là chủ nhân tương lai của đất nước phải là những bạn trẻ. Và sau nhiều năm thì rừng đã bị tàn phá rất là nhiều rồi. Bạn thấy thì hiện nay chỉ có hơn 2,5% rừng nguyên sinh ở Việt Nam thôi. Thì bạn thấy là cái tỷ lệ nó rất là nhỏ. Thế chính vì vậy nên chúng tôi nhắm đến cái đối tượng là các bạn nhỏ. Bởi vì để giáo dục về bảo tồn và giáo dục về cứu hộ động vật hoang dã đối với các bạn nhỏ chắc chắn là dễ hơn so với là những người mà đã suốt ngày phải lo đến cơm áo gạo tiền và lo toan cuộc sống. Thì vì những các bạn nhỏ như vậy thì các cháu sẽ có cái ý thức và nâng cao cái ý thức trong việc bảo tồn đa dạng sinh học tốt hơn. Với lại các bạn thấy là đối với lại các cái loài động vật hoang dã đấy thì nó mang cái tính hấp dẫn, rất là hấp dẫn đối với lại các bạn nhỏ. Bất kỳ các bạn nhỏ nào muốn tham gia chương trình chúng tôi đều có thể được tham gia, nhưng mà chỉ có yêu cầu nho nhỏ là chúng tôi không có cái thời gian, không có công sức, không có nhiều người quá để quản một cái những đứa trẻ như vậy. Chính vì vậy nên là chúng tôi sẽ lôi kéo ba mẹ đi vừa giúp cho các cháu trong cái hành trình đi đấy. Và thứ hai là chính bản thân các cha mẹ cũng được học thêm kiến thức. Thưa anh, là với các bạn nhỏ đó, đặc biệt là những cái bạn nhỏ mà sống ở thành phố đó, thì hiện nay là thường thì các bạn sẽ được nuôi dưỡng rất là tốt, và cái việc mà trèo đèo lội suối mà sống ở trong rừng khi mà tham gia những cái chương trình như vậy á, thì quả thật nó không phải là việc đơn giản. Vậy thì theo anh, những cái các bạn nhận lại được những gì sau những cái chương trình này? Cá nhân tôi thì tôi thấy là có lẽ là chúng ta đang nhìn nhận sai về những đứa trẻ. Mặc dù ở nhà nó có thể là nó rất là có vẻ là yếu đuối và có vẻ sợ sệt, nhưng mà khi mà nó đi về thiên nhiên nó cực kỳ mạnh mẽ. Các bạn có tưởng tượng là hầu hết những đứa trẻ đi với tôi mà chẳng hạn như trong một 3-4 cây số đi lội suối thì hầu hết các ông bố và mẹ đều đi chậm hơn những đứa trẻ. Chúng nó luôn luôn tiến về phía trước, và mỗi một lần mà nhìn thấy một cái cây lạ, một con lạ hay một hình ảnh lạ gì á, thì các cháu rất là hồ hởi và rất là thích thú. Chính vì vậy nên là gần như
là các ông bố bà mẹ mệt thôi, chứ còn bọn trẻ nó không bao giờ mệt. Dẫn tụi trẻ đi thì cái việc mà quan trọng nhất của nhóm là phải làm sao an toàn. Bởi vì trước khi mà tham gia các hoạt động của nhóm này, các bé được học rất nhiều các cái lớp của nhóm về động vật hoang dã này, rồi các loài bò sát này, các loài thú này, và hiểu tập tính sinh thái của nó rồi. Cho nên khi gặp những đối tượng đấy, hoặc gặp các cái loại động vật hoang dã đó, hoặc là các loài côn trùng độc đó, thì các cháu đã biết hết rồi. Các loài cây độc đã biết hết rồi. Chính vì vậy cho nên là các cháu cảm thấy rất là thoải mái thôi. Bởi vì họ vẫn có thể chỉ bác Trung ơi, con này nó độc này, à, con kia nó độc này, rồi cây này nó độc này. Thế thì khi mà người ta đã có kỹ năng rồi ấy, và hiểu biết được về thiên nhiên rồi ấy, thì chúng ta đâu có sợ gì nữa. Và tôi nghĩ là cái phần sợ nên dành cho những ông bố bà mẹ còn nhiều hơn so với lại cái bọn trẻ. Dạ, em đồng ý với việc này, tại vì em có một em bé nhỏ, nó nhỏ hơn em khoảng 20 tuổi. Khi mà gia đình đi giống như là du lịch gia đình và vào các rừng anh, cả nhà toàn phải nhờ người ấy kìm bạn ấy lại, chứ không là bạn ấy luôn đi trước và hào hứng với những cái cảnh vật xung quanh ấy. Trong chương trình của nhóm luôn luôn đến vùng sâu vùng xa, cho nên là chúng tôi luôn luôn cho các bé tiếp cận đối với lại những cái trẻ em ở vùng sâu vùng xa đấy, tạo thành những cái mối liên kết. Chúng tôi tổ chức cái lớp học ở vườn quốc gia núi Chúa, hai lớp học tiếng Anh, tin học, để cho các bạn tình nguyện viên đến đó dạy các cái bạn nhỏ về tin học này, về tiếng Anh này. Ngoài ra chúng ta lồng ghép những cái việc mà bảo tồn thiên nhiên hoang dã vào đó. Bùi Gia Mập vậy thì chúng tôi cũng sắp tới tổ chức một cái lớp học tiếng Anh, mấy chục cái máy vi tính lên cho các bạn nhỏ học. Thêm là trong thời gian tới mình sẽ có những cái hoạt động nào để mà đưa các con từ cái việc là áp dụng những kiến thức mình được học vào cái việc là có trách nhiệm và có vai trò cụ thể đối với việc bảo vệ rừng, hoặc bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ cứu hộ động vật hoang dã. Một câu hỏi rất là thú vị, và câu hỏi của bạn chính là mục tiêu của chúng tôi. Bạn biết rồi, học thì phải đi đôi với hành. Các mục tiêu hành ở chỗ là thế này. Mỗi một năm thì chúng tôi sẽ dành rất nhiều thời gian cho các gia đình cũng như là các bạn nhỏ cùng ba mẹ đến đó để làm tình nguyện viên. Năm nay là cái năm đầu tiên ở vườn quốc gia Bù Gia Mập, thì chúng tôi sẽ dành hết cái 3 tháng hè đấy cho, đặc biệt là đối với các cái gia đình và các cái cháu nhỏ đã tham gia các hoạt động của nhóm rồi, được đến đó làm tình nguyện viên một tuần. Ở đó thì các cháu sẽ được tự tay chăm sóc các loài động vật hoang dã. Rồi chăm sóc các cái loài rùa này, rồi chăm sóc các cái loài cu ly, những loài mà nó rất là hiền, treo treo, những cái con rất là hiền thôi. Chẳng hạn như công việc đi rửa chuồng này, rồi lấy thức ăn này, rồi chuẩn bị thức ăn thôi. Thế cho thú, rồi còn ba mẹ thì làm những công việc nó khó hơn. Và chính vì cái công việc đấy và những cái công việc mà thực tế làm hàng ngày đó, thì các cháu mới yêu thiên nhiên được. Dạ, vậy em được biết là đã có rất rất là nhiều các bạn trẻ được tham gia những lớp học của anh như vậy đó, từ những cái lớp lý thuyết cho đến những cái lớp thực hành. Thì không biết là anh có kỳ vọng là trong những cái bạn trẻ đã đến với mình đấy, sẽ có những cái bạn nào mà tương lai sau này sẽ giống như anh, dành nhiều năm trong cuộc đời để tham gia vào cái lĩnh vực là cứu hộ động vật hoang dã, hoặc là nghiên cứu về đa dạng sinh học. Cái mong muốn thì bạn biết rồi, ai cũng rất là mong muốn. Và khi người ta làm việc gì thì người ta mong muốn cái kết quả của mình. Với tư cách một cái nhà nghiên cứu về đa dạng sinh học thì tôi đang có những cái mong muốn lớn như thế này. Đầu tiên thì sẽ cho các cháu học rất là nhiều các kiến thức, và chọn ra những cái cháu mà nó có cái tình yêu thiên nhiên đấy, và các cháu đó có cái khả năng về nghiên cứu khoa học đấy. Thì lúc đó thì chúng tôi sẽ cho các cháu tham gia các cái hoạt động như là viết bài báo quốc tế này, tham gia các cái hoạt động để gửi những cái bài báo đến các cái trường nào đó để xin học bổng. Và khi mà có học bổng ấy thì các cháu sẽ trở thành những cái nhà nghiên cứu, học được kiến thức từ nước ngoài về áp dụng ở Việt Nam. Thì hy vọng là trong tương lai mình sẽ có nhiều những cái thế hệ không cần là phải cao siêu, phải là nhà khoa học lớn hay gì đó, mình chỉ cần những người yêu thiên nhiên và sống hòa mình, biết bảo vệ thiên nhiên, cứu hộ động vật và biết yêu thương động vật hơn. Dạ anh ha. Rồi, cảm ơn bạn. Cảm ơn anh ạ.